Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến chủ trì giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các đơn vị địa phương, cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Hôm nay, Đà Nẵng ghi nhận 1.128 ca mắc mới COVID-19. Đây là số ca mắc trong ngày cao nhất từ trước đến nay và lần đầu tiên vượt mốc 1.000 ca. Hiện các cơ sở y tế đang điều trị 1.838 bệnh nhân, trong đó có 268 ca nặng, gần 46.000 trường hợp F0 điều trị tại nhà. Dự báo trong tháng 3 thì số ca mắc sẽ tiếp tục tăng lên. Khó khăn với các địa phương hiện nay là số ca mắc tăng nhanh, khiến lực lượng y tế cơ sở quá tải. Số ca mắc là giáo viên và học sinh cũng tăng cao, khiến việc tổ chức duy trì dạy học gặp khó khăn. Tình trạng người dân tự xét nghiệm và tự điều trị mà không khai báo vẫn phổ biến, khiến việc quản lý điều trị gặp khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ bệnh chuyển nặng mà không được tiếp cận y tế kịp thời. Qua ý kiến của các đơn vị địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến lưu ý, hiện nay số ca mắc COVID-19 đang tăng lên nhiều, vì vậy các địa phương đánh giá sát nguy cơ để ứng phó phù hợp. Số ca nặng đang tăng lên, trong khi nguồn nhân lực y tế thiếu hụt nên ngành y tế phải có phương án phù hợp để đảm bảo hệ thống điều trị. Hiện nay cái lực lượng chúng ta đang rất là khó khăn, cho nên chúng ta phải sử dụng một cách tối ưu hóa lực lượng. Nếu như các bệnh viện không tham gia điều trị ca nặng thì coi như bệnh viện phải hỗ trợ nhân lực ICU, bác sĩ hồi sức cho bệnh viện Dạ Chiến. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị ngành y tế hướng dẫn việc khẳng định F0 tại cơ sở để giảm áp lực cho y tế cơ sở, đồng thời tổ chức lại việc tiếp nhận thông tin và hỗ trợ điều trị F0 tại nhà cho thống nhất xuyên suốt. Sở Y tế nhận định tình hình dịch để đề xuất biện pháp phù hợp. Sở Giáo dục và Đào tạo ra soát để tham mưu Ban chỉ đạo về việc đi học trực tiếp đối với các cấp học cho phù hợp với tình hình dịch bệnh.